thưa quý vị đã được 8 ngày kể từ ngày chúng ta tiến hành cách ly xã hội. Tuy nhiên, một hai ngày trở lại đây, đường phố Hà Nội lại trở nên đông đúc hơn những ngày đầu mới cách ly. Điều đó cho thấy một bộ phận người dân dường như đang chủ quan với tình hình dịch bệnh hiện nay. Mới đây Bộ Y tế đã đề nghị tiếp tục xem xét hiệu quả của cách ly xã hội. Tùy tình hình thực tế, bộ này cũng đề nghị kéo dài đến ngày 30 tháng 4. Sáng nay, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có câu trả lời trước báo chí về vấn đề trên. Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Thủ tướng yêu cầu cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội duy trì đến ngày 15 tháng 4. Chính phủ có thể xem xét nới lỏng, gỡ bỏ từ từ biện pháp này hoặc quyết định tiếp tục thực hiện từ sau ngày 15 tháng 4 tùy diễn biến tình hình dịch bệnh. Ông Dũng cũng cho rằng đây là giải pháp căn cơ rất quan trọng để giữ được khoảng cách giữa người với người, giữa cộng đồng với cộng đồng, chứ không chỉ là khuyến cáo người dân phải ở nhà. Mặc dù chúng ta chưa đến mức phải công bố tình trạng khẩn cấp về y tế, công bố thiết quân luật hay phong tỏa, làm tốt cách ly xã hội sẽ ngăn được dịch COVID-19 lan ra rộng vào cộng đồng và lây chéo. Việc cách ly có thể phát hiện mầm mống của ổ dịch, phát hiện ca nhiễm mới sẽ xử lý và khoanh vùng nhanh. Trước đó, thì Bộ Y tế cho biết việc thực hiện cách ly xã hội bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4 nhằm mục đích ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch trong cộng đồng. Xong để nói việc giảm số trường hợp mắc COVID-19 là hiệu quả của cách ly xã hội thì chưa đủ. Đây vẫn là kết quả tổng thể của các biện pháp mà Việt Nam đã thực hiện trong suốt thời gian vừa qua.